mấy cái nư không có đứng yên được một chỗ. Giả bộ mình đứng nói nửa tiếng một nó múa cỡ nào. Có một nhân vật chị Võ Hạ Trâm. Võ Hạ Trâm luôn. Ấn Độ. Ấn Độ đó. Đó thấy chưa? Thấy chưa? Sướng luôn. Bà đó, bà đó. 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 Số điện Ấn Độ đây. Dạ em là một con sứ vàng trí. Dạ. Con sứ vàng trí. Trang trí hả? Trang trí. Trời ơi, sứ trang trí xuống em. Sứ vàng díu. Em nghe trang trí. Nghe con sứ bắt chí. Thì em chỉ nghĩ là hay là bạn này quê ở mấy cái vùng cao như kiểu Đà Lạt này nọ. Mà Đà Lạt bây giờ đã con bướm nó xuất hiện rồi. Thì cũng vùng cao rồi. Họ sống hang mà tóc tiền. Nhà ngươi nhỏ hơn ta, nhà ngươi dám xưng tên. Ta bắt cái lỗ tai nhà ngươi, ta mẻ khuyên bây giờ. Giám khảo hay dữ quá, hay dữ với thí sinh quá. Rocker thì sao, người yêu có làm em khóc hay là em có làm người yêu khóc không? Em thực ra sáng nay vừa làm người yêu khóc xong. Tại sao vậy? Em thức dậy cảm thấy trong lòng rất buồn. Ngoài trời thì mưa tầm tã. Bước vào nhà vệ sinh và em nhìn trong gương rơi một giọt lệ. I love myself. Làm sao vậy? I love myself. I love myself, ok. Các bạn thấy không, đẹp trai không phải là tất cả nha. Ok, tiếp tục chương trình như nào, ok. Nãy giờ chúng ta đang theo một cái guồng gọi là những cái mascot món ăn. Không biết là bà cô Dính có biết món nào ở Nha Trang nổi tiếng không? Dạ, cá. Bún sứa. Bún sứa. Nhum. Nhum. Bào ngư. Mình ăn sang không mà. Ngọc trai. Em ốc mặt trăng được không? Sao mà kiếm cái con ốc gì mà khó vậy? Ơi ngon lắm nha. Bích Vương. San hô. Mực gym me. What? Sao mẹ được không? Eo ơi, khi mà có mascot mực gym me. Mực à. Bà nghĩ làm sao mà ra một con mascot mực gym me. Mực ta biết được hóa trang me, ta hóa trang kiểu gì. À, sao thế hả con ngan kia? Thì em tưởng tượng là nó đẹp đẹp đẹp. Em biết không bắp, san hô nó còn diễn tả được. Mực gym me không lẽ để cái hủi trên đầu à? Là hai con, một con mực con me kế bên. Tức dễ sợ. Thì giống như hồi xưa hồi hen đi, còn món bánh mì đây. Viên vừa phải thôi, bây giờ con mascot này ra là phải dán 4-5 cái tem gym me ra này. Phải phụ đề cho nó nữa. Đến khổ với cái con ngan này thật sự luôn. Sớ sớ, micro micro. Đẹp quá. Eo ơi, dẻo dai lắm. Cũng không có nhiều nhưng giờ có cái nư này nha. Cái eo này bén nha. Sứa ơi, quay một vòng cho khán giả được xem nào. Wow. 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 Ê, có cách nào dừng bà sứa lại không ta? Trời đất ơi, nó không dừng em ơi. Em thấy guốc, giấu rồi. Miêu lê, miêu lê. Ôi, cái nư không có đứng yên được một chỗ. Giả bộ mình đứng nói nửa tiếng một nó múa cỡ nào. À, có một nhân vật chị Võ Hạ Trâm. Võ Hạ Trâm luôn. Ấn Độ. Ấn Độ đó. Đó thấy chưa? Chưa sứa luôn. Bà đó, bà đó. 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 Số điện Ấn Độ đây. Đó. Ấn Độ đây. Em không nghĩ là ca sĩ trẻ lứa của em, em nghĩ chắc là nhỏ hơn ấy. Dạ em là một con sứ vàng trí. Dạ. Con sứ vàng trí. Trang trí hả? Trang trí. Trời ơi, sứa trang trí xuống em. Sứa vàng díu. Em nghe trang trí. Nghe con sứa bắt chí. Trời đất ơi, sao cái câu của em vô tri vậy em? Sứa trang trí, sứa vàng díu còn có nghĩa. Anh Thành ơi, vị trí phong thủy. Trời ơi, trời ơi. Tại vì em đang nghĩ chị là ở thế hệ trước em rồi, em sẽ gọi chị bằng chị sứa ơi. Chị đã có em bé, chị có gia đình chưa ạ? Gia đình nói bằng chị tốn thở quá. Chị nhiều tuổi hơn em đó. Ôi, em nhìn body này và em lại nghĩ là đây là một chị ca sĩ lúa trên của em. Thì em đang nghĩ đến chị Thảo Trang. Thảo Trang năm ngoái là kỳ đà hoa rồi em. Có coi mùa trước không? Kỳ đà không thể là con sứa được thế em. Thế thì Đoan Trang. Chị Đoan Trang da sô-cô-la và em da màu tím. Bích Phương ở radar bà hay như thế nào ạ? Nhật Thủy. Nhật Thủy, vẫn là cô gái Nhật Thủy. Chỉ có cái đấy thôi em ạ. Thà vậy em. Thấy thương Nhật Thủy quá. Lỡ đâu trúng. Em ơi, anh cảm giác Thủy như cái phao của em ấy. Em biết đây không phải là Nhật Thủy rồi. Nhưng mà lúc em ghi vào trong phong bì em cũng biết là cái ở trong phong bì của em cũng sai nó rồi. Thảo Trang là sợ hơi sợ người rồi đấy. Trời em khổ quá. Thôi đằng này em không tịt rồi em. Khoanh một đáp án cho có. Vẫn lại là Nhật Thủy. Wow, cảm ơn mày đỏ đen ạ. Mạnh dạn đoán Jun Phạm. Ở đây thở trắng rồi đúng không? Chứ gì nữa, hai đứa là y như nhau rồi đúng không? Chiều cao ngang nhau nha. Chứ gì nữa, chẳng lẽ lén em đi thi? Nhưng mà mặc đồ này em xin được mạnh dạn đoán anh Tuấn Hưng.
Tuấn Hưng thì cái bụng không được vậy đâu. Không, anh Tuấn Hưng giờ này giảm cân nha. Không có, anh bụng bự bằng anh thôi. Không, anh hiểu anh của anh chứ. Anh Phan Đình Tùng. Không, Phan Tùng không được vậy. Phan Tùng là 6 múi nha, đừng giỡn nè. ST. ST. Oh yeah. Isaac. Isaac luôn. Isaac. Nguyên 3 số 5 kể hết. Không, Isaac gầy hơn. Will. Có bao giờ Hoàng Tulliver lần đầu tiên debut không? Đang ở nhà nhận đồ của em á, cho nên là không có chuyện này đâu. Trời ơi, chắc chồng em không biết lừa em. Có bao giờ mà Ban Cố Vấn chứng kiến một cảnh tượng đó chính là người yêu mình rơi lệ chưa? Trời ơi, vợ tôi ít khóc lắm em ơi. Làm anh khóc thì nhiều. Chồng em có làm em khóc không? Cũng có chứ. Có hả? Là lúc mới yêu á. Ôi, anh dễ khóc quá. Ông này gì cũng không nói được hết á. Lúc thì ông chê em khô khan, xong giờ kêu em dễ khóc. Vậy để hỏi lại Bích Phương nè. Em đã bao giờ chứng kiến người yêu mình khóc chưa? Em nghĩ là hồi xưa chắc cũng có, nhưng mà nó quá lâu rồi, ký ức nó bị bao phủ một lớp sương mờ, em không nhớ ra. Không muốn nhớ lại. Lâu lắm mà không có người yêu mà. Đúng rồi, thì em cái thời gian nằm ở nhà là em chỉ gắn bó với chuyện nằm với cái ghế của em thôi. Còn rocker thì sao, người yêu có làm em khóc hay là em có làm người yêu khóc không? Em thực ra sáng nay vừa làm người yêu khóc xong. Tại sao vậy? Em thức dậy cảm thấy trong lòng rất buồn. Ngoài trời thì mưa tầm tã. Bước vào nhà vệ sinh và em nhìn trong gương rơi một giọt lệ. I love myself. Làm sao vậy? I love myself, ok. Các bạn thấy không, đẹp trai không phải là tất cả nha. Ok, tiếp tục chương trình đi nào, ok. Vỗ tay đi các bạn, vỗ tay. Tay đi nào, ok. Thấy chưa? Không sao, chương trình cứu được hết. Đoạn này cắt. Mấy đứa đẹp trai nó hay vậy lắm, bóp mặt không? Đó là tình trạng chung. Lại. Ok. Trước tiên mình phải nói về giọng hát của Thỏ. Thỏ có một cái quãng trầm cũng khá tốt. Tưởng là Thỏ chỉ hát quãng trầm thôi, nhưng một lát nữa Thỏ bắn tuốt lên trên trời. Đúng. Như vậy thì so với Việt Nam, những người mà có cái quãng giọng như vậy thì Việt Nam á cũng không nhiều. Cái người này á, về âm sắc là âm sắc của bariton thôi, nhưng mà cái quãng của người này là lên cái quãng tenor luôn. Và cái người này là phải luyện tập, có học, có hành đàng hoàng. Dựa vào cái dữ kiện trên PPT thì em chỉ nghĩ là hay là bạn này quê ở mấy cái vùng cao như kiểu Đà Lạt này nọ. Mà Đà Lạt bây giờ đã con bướm nó xuất hiện rồi. Thì đúng vùng cao rồi, ở trong hang mà tóc tiền. Mày ngươi nhỏ hơn ta, mày ngươi dám xưng tên. Tao bắt cái lỗ tai nhà ngươi, tao bẻ khuyên bây giờ. Giám khảo hay dữ quá, hay dữ với thí sinh quá. Thỏ Sở Khuyên thân mến, chúng ta đã từng gặp nhau ngoài đời chưa? Xin chào Rocker Nguyễn thân mến, chúng mình đã từng gặp nhau ngoài đời rất nhiều lần rồi. Mình gặp nhau ngoài đời mình có thân thiết không? Cái đấy thì phải từ Rocker Nguyễn biết chứ. Đúng rồi, nhớ thân thế nào quê à? Nhớ đâu, mình đi rêu rao mình là bạn thân Rocker Nguyễn rồi mình quê thì sao? Đó, đúng rồi. Thỏ ơi, em có ưa Rocker Nguyễn không? Anh Rocker Nguyễn rất đẹp trai, nên em cũng không đùa lắm. Thỏ có cá tính. Em không thích những người đẹp trai hơn mình. Nhưng yên tâm đi, em mặn hơn ảnh. Cái nói chung là cái mascot Thỏ này nụ cười cũng vô tri lắm. Nụ cười luôn hiện trên môi. Có thể là do khí hậu nóng quá nên cái cơ miệng nó hơi bị đơ thôi. Không sao đâu bắp, và thật ra Rocker Nguyễn cũng không khác con Thỏ lắm đâu. Đã xem nó cũng cười y chang cái nụ cười đó. Đó, đó. Em hiểu tại sao Thỏ mưa rồi. Có lý do hết, nguyên căn nó hết chứ phải là phải cười mưa đâu. Ai sẽ phải lộ diện? Đón xem lúc 21 giờ thứ tư ngày 16 tháng 8 trên V Channel.